Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám Phá Nó Đây. Bạn thân mến, thế giới cổ đại thì luôn biết cách kích thích trí tò mò của con người, bởi đằng sau đó là cả một quần thể kiến trúc với những công trình được xây dựng kỳ lạ tới mức khó tin. Và thậm chí đối với những công nghệ tiên tiến như ngày nay thì cũng là một thử thách vô cùng là lớn. Và có một câu hỏi luôn khiến các nhà khoa học phải đau đầu nghiên cứu suốt nhiều năm trời, rằng chúng được xây dựng như thế nào vẫn còn là một ẩn số thì vô cùng lớn. Vậy thì những kiến trúc bí ẩn này nằm ở khu vực nào? Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng mình khám phá về 7 phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất trong lịch sử nhé. 7 phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất của lịch sử. Thứ nhất đó là quần thể kiến trúc cổ đại Göbekli Tepe. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một quần thể kiến trúc cổ đại nằm trên đỉnh của dãy núi kéo dài 15 km về phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đó chính là Göbekli Tepe, một nơi nổi bật với những cột trụ lớn bằng đá sa thạch nguyên khối hình chữ T, cao tới hơn 3 mét, hầm chứa di vật của người cổ đại. Điều đầu tiên được phát hiện tại Göbekli Tepe chính là các bức tường được xây dựng bằng đá thô, những cột đá nguyên khối hình chữ T cao hơn 3 mét với những hình ảnh khắc các con vật. Đây chính là nơi được xem là nơi thần thánh linh thiêng lâu đời nhất trên thế giới. Việc khám phá ra Göbekli Tepe đã cho thấy rằng bằng việc xây dựng quần thể cấu trúc này phải cần tới một lượng nhân công đồ sộ, một lượng lớn xương động vật được tìm thấy tại khu khảo cổ, được cho là nguồn thực phẩm cung cấp cho những người thợ xây dựng khu đèn. Tuy nhiên, khi những kết cấu cuối cùng được xây dựng, có vẻ như những người cổ đại đã cố tình chôn vùi và che giấu Göbekli Tepe trong hàng ngàn năm. Vậy câu hỏi được đặt ra, đó là điều gì đã khiến họ làm như vậy? Và nhiều giả thiết cho rằng, việc che giấu sự có mặt của người ngoài hành tinh hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ công trình này khỏi những người ngoại đạo. Và cho đến nay, nó vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ biết rằng sau hàng nghìn năm những trụ cột và hình chạm khắc vẫn được bảo quản trong tình trạng tốt. Và sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung của bức hình đại diện cho video ngày hôm nay nhé. Và thứ hai là hóa thạch khủng long mới, Lekunpa Latikauda. Nếu bạn đã từng đến các bảo tàng trưng bày những hóa thạch khủng long hay từng tìm hiểu về bất kỳ cuốn sách nào nói về loài vật tiền sử này, thì chắc chắn sẽ không còn gì lạ lẫm với họ liên họ lương long đúng không nào? Siêu họ lương long là một siêu họ của khủng long Sauropod, trong đó thì bao gồm những con khủng long khổng lồ có thân hình mảnh mai như là Supersaurus, Diplodocus, Apatosaurus và Amphicoelias. Hầu hết chúng đều có cổ và đuôi dài giống y như những chiếc roi da vậy. Gần đây nhất vào năm 2014 thì các nhà khoa học đã phát hiện ra một hóa thạch khủng long mới được cho là của loài Lekunpa Latikauda, một cá thể đầu tiên thuộc họ Diplodocus được phát hiện ở Nam Mỹ. Mặc dù cấu trúc bộ xương rất dòi dạc, nhưng tiến sĩ Galina và các đồng nghiệp của ông đã tìm được ra sự khác biệt giữa Lekunpa Latikauda và các loài Diplodocus khác, đó chính là kích thước cơ thể bé hơn rất nhiều, cùng với đốt sống nơi đuôi nối với cơ thể rất khác biệt. Tuy nhiên, có một điều thật bất ngờ đã được phát hiện ra, đó là dường như loài này đã tuyệt chủng muộn hơn nhiều so với những người anh em ở Bắc Mỹ và châu Phi, bởi hóa thạch của nó cho thấy rằng sự tuyệt chủng giả định của các Diplodocus vào cuối kỷ Jura hoặc bắt đầu của thời kỳ kỷ phấn trắng đã không hề xảy ra ở trên toàn cầu. Kim tự tháp cổ đại. Không thể phủ nhận rằng những thông tin giới khảo cổ được biết về các kim tự tháp Ai Cập luôn gây thú vị và tò mò. Tuy nhiên thì lượng thông tin này vẫn chưa thể nói lên được điều gì nhiều về những điều bí ẩn vẫn chưa được khám phá ra ở các kim tự tháp cổ đại này. Cho đến nay thì các nhà khảo cổ vẫn đang trong quá trình khám phá làm thế nào và tại sao chúng vẫn có thể đứng sừng sững giữa lòng thủ đô cho đến tận ngày nay, trong khi các kỳ quan cổ đại khác bây giờ chỉ còn là tàn tích. Nơi đây thì chưa cần đến những câu chuyện thì chúng ta đã có vô vàn những bí ẩn về trình độ phát triển của khoa học và kỹ thuật của người Ai Cập xưa. Điểm đầu tiên cần phải được nhắc tới chính là việc các kim tự tháp được xây dựng từ các khối đá thiên nhiên nguyên khối, hoàn toàn không sử dụng các vật liệu liên kết như cách chúng ta dùng xi măng ở trong công nghệ xây dựng hiện đại. Bên cạnh đó thì các kim tự tháp cũng được làm chi li tới cái mức dù được ghép từ các khối đá lớn, riêng biệt nhưng chúng ta thậm chí không thể tuồn một lưỡi dao sắc mảnh vào giữa hai phiến đá. Tại kim tự tháp Cheops, chiều cao chênh lệch giữa hai cạnh đối diện ở mức dưới 2 cm, mật độ chính xác đến kinh hoàng nhất ở trong điều kiện mà người Ai Cập không có các máy móc đo đạc chính xác như hiện nay. Vậy câu hỏi đặt ra, những công trình chuẩn mực đến khó tin này đã được xây dựng như thế nào cho đến nay vẫn còn là một cái bí ẩn cực kỳ lớn. Và thứ tư là Stonehenge, đứng hùng dũng giữa các cánh đồng hiền hòa ở Anh, công trình tiền sử nổi tiếng dưới cái tên Stonehenge. Đây có lẽ là một trong những công trình kiến trúc gây tò mò nhất ở hành tinh. Sự bí hiểm của những tảng đá xếp này đã khiến cho các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi, làm sao mà những công nghệ thô sơ như vậy lại có thể di chuyển những khối đá khổng lồ nặng từ 25 cho tới 45 tấn.
Thậm chí thì chúng còn được vận chuyển từ một mỏ đá cách đó khoảng 200 cây và được xếp theo một cách mà thậm chí thách thức cả những công nghệ hiện đại như ngày nay. Trong khi với công cụ thô sơ của người cổ xưa, khi chỉ có dây thừng và gậy, đã phải tốn bao nhiêu nỗ lực và sinh mạng để di chuyển chúng. Đó cũng là tất cả những gì mà hiện tại các nhà khảo cổ đang đau đầu nhức óc tìm lời giải đáp về Stonehenge, và cho đến nay vẫn chưa hề có một lý thuyết nào thật sự thuyết phục ngoài việc cho rằng người ngoài hành tinh đã tham gia xây dựng lên những tảng đá ở Stonehenge này. Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca. Nếu đứng ở mặt đất, nhìn những đường kẻ trên cao nguyên Nazca ở Peru chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nhìn từ không trung, các hình vẽ này có thể khiến người ta choáng váng. Những hình vẽ chủ yếu được tạo ra bằng cách loại bỏ những viên đá đen bao phủ mặt đất để lộ ra phần cát trắng hoặc là nền đất khác màu bên dưới. Cách tốt nhất để quan sát tác phẩm khổng lồ này chỉ có thể là từ bên trên không, bởi kích thước của nó có độ dài lên tới 100 mét. Những hình vẽ bí ẩn này được tạo thành với các hình thù khổng lồ về các con vật, cây cối và cả những hình ảnh mà người cổ đại tưởng tượng ra. Theo các nhà khảo cổ, chúng có cách đây trên 2.000 năm, được người từ thời tiền văn hóa Inca tạo nên. Điều bí ẩn ở đây là tại sao họ lại tạo ra những đường vẽ khổng lồ như thế này. Dường như các đường vẽ này có liên quan đến tập tục thần thánh theo nền văn hóa nơi đây. Tuy vậy, hiện có khá nhiều giả thuyết cho rằng nơi đây là nơi người ngoài hành tinh hạ cánh hay chúng có liên quan đến thiên văn học cổ đại. Và thứ 6 là cỗ máy Antikythera. Tưởng chừng như chỉ một thứ có trên phim ảnh, cỗ máy Antikythera đã được phát hiện ra nằm trong đống đổ nát. Đống đổ nát này là của một tàu hàng Hy Lạp bị đắm, có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Cổ vật hình tròn bằng đồng thiếc này có cả một mê cung gồm những bánh răng khớp vào nhau và những đường nét bí ẩn được khắc ở mặt phía ngoài. Cỗ máy Antikythera này vốn được cho là một loại kính lục phân thời xưa dùng trong ngành hàng hải nhằm để đo độ cao của thiên thể. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ hiện được biết rằng cổ vật phức tạp này thực chất được dùng như là lịch thiên văn học và vẫn đang tiếp tục tìm hiểu xem cách dùng nó là như thế nào. Tính đến thời điểm bây giờ thì cỗ máy Antikythera là thiết bị tinh vi nhất từng được khám phá vào thời kỳ đó và những vật thể tương tự như nó phải đến 1.000 năm sau đó thì mới xuất hiện. Và thứ 7 là bẫy động vật. Nhiều tường đá thấp đan chéo nhau nằm trên các vùng sa mạc ở Israel, Ai Cập và Jordan vẫn đang làm đau đầu giới khảo cổ học. Kể từ khi chúng được các phi công phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 20, những tường thành thấp này có từ 300 năm trước công nguyên, dài lên tới 64 km và được các nhà khoa học đặt tên là cánh diều theo như hình dáng của chúng nhìn từ trên cao. Tuy nhiên, chúng đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Theo nghiên cứu gần đây nhất thì các cánh diều này được xây lên với mục đích là đưa các loài động vật hoang dã vào một cái hố nhỏ, nơi đó thì chúng sẽ bị giết hàng loạt. Hệ thống hiệu quả này đã chứng minh được một điều rằng thợ săn ngày xưa hiểu rõ về hệ thống động vật hơn là chúng ta vẫn nghĩ.